chào quý vị khán giả. Mình là Vuka và năm nay với giải thưởng Ngôi Sao Xanh thì Vuka may mắn được đề cử ở hạng mục diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất. Đến với Ngôi Sao Xanh thì Vuka cũng đã từng một lần được vinh danh ở hạng mục là diễn viên triển vọng. Với bộ phim Cô Thắm Về Làng thì lúc đó Vuka cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và năm nay quay trở lại với Ngôi Sao Xanh thì Vuka lại được đề cử tới 3 vai diễn. Thì cảm xúc của mình cũng rất là vui và Vuka rất là vinh hạnh vì cả 3 vai diễn của mình đều được khán giả yêu mến, được khán giả đón nhận và cũng như là được đưa vào đề cử. Thì với 3 vai diễn, vai đầu tiên là vai Mỹ Thình trong bộ phim Tiệm Tóc Bất Ổn, vai thứ hai là vai Mợ Thơ trong bộ phim Cậu Út Cậu Con Cúc, và vai thứ ba là vai Nguyên Hồng trong bộ phim Kẻ Độc Hành. Và quý vị khán giả ơi, quý vị khán giả nếu yêu thương những vai diễn của Vuka thì hãy bình chọn cho Vuka bằng cách vào website giải thưởng ngôi sao xanh.vn nha. Cách thức bình chọn: A. Bình chọn qua hệ thống SMS, cú pháp 1, cú pháp NSX, khoảng cách, mã số bình chọn, gửi 8279. Ví dụ NSX khoảng cách TH02 gửi 8279, giá trị tin nhắn 2.000 đồng trên tin nhắn, một tin nhắn bằng 3 lượt bình chọn trên website. B. Bình chọn qua hệ thống SMS, cú pháp 2. Cách thức bình chọn thông qua việc tải ứng dụng Today Plus. Bước 1. Cài đặt app Today Plus thành công trên điện thoại. Bước 2. Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Bước 3. Soạn tin nhắn SMS với cú pháp 2 Today Plus, khoảng cách, mã số bình chọn gửi 8279. Ví dụ Today Plus khoảng cách TH02 gửi 8279, giá trị tin nhắn 2.000 đồng trên tin nhắn. Một lần cài đặt thành công và gửi tin nhắn hợp lệ tương đương với 50 lượt bình chọn trên website. Bình chọn qua hệ thống website, truy cập vào website giải thưởng ngôi sao xanh.vn, nhấn vào menu bình chọn và thực hiện một trong hai cách sau. Một, cách thức bình chọn cho các bạn chưa đăng ký tài khoản. Bước 1. Đăng ký thành viên trên website giải thưởng ngôi sao xanh.vn. Nhấn chọn đăng nhập và chọn đăng ký. Điền thông tin và nhấn đăng ký. Thông tin kích hoạt tài khoản sẽ được gửi đến email đăng ký. Bước 2. Kích hoạt tài khoản qua email. Truy cập vào email bạn đã đăng ký ở bước 1. Nhấn vào link đính kèm trong email để kích hoạt tài khoản. Bước 3. Đăng nhập và bình chọn. Nhấn chọn đăng nhập và chọn đăng nhập. Điền thông tin đăng nhập đã đăng ký ở bước 1. Nhấn đăng nhập để bắt đầu bình chọn. Nhấn vào nút bình chọn cho đề cử bạn muốn bình chọn. Nhập mã số xác nhận và nhấn nút xác nhận để hoàn thành bình chọn. 2. Cách thức bình chọn cho các bạn đã đăng ký tài khoản. Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản trên website giải thưởng ngôi sao xanh.vn. Nhấn chọn đăng nhập và chọn đăng nhập. Điền thông tin đăng nhập, nhấn đăng nhập để bắt đầu bình chọn. Bước 2. Bình chọn. Nhấn vào nút bình chọn cho đề cử bạn muốn bình chọn. Nhập mã số xác nhận và nhấn nút xác nhận để hoàn thành bình chọn. Và quý vị khán giả ơi, vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 này, quý vị khán giả nhớ theo dõi đêm trao giải Ngôi Sao Xanh được trực tiếp trên kênh Today TV và UTV nha.